Nhà Di Mai xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay nhà em về quê ở Thái Nguyên, Định Hóa Thái Nguyên. Cho nên em thấy một chiếc xe Minkơ, một chiếc xe rất là lạ. Nên để quay để giới thiệu với các bác, chia sẻ với các bác có những người mà có quan tâm cũng như là sở thích cái chiếc xe này thì để chia sẻ đấy ạ. Xe thì không phải là mua bán gì cả, mà chỉ là em thấy lạ và em cũng muốn là chia sẻ thêm một số thông tin liên quan đến cái chiếc xe này để các bác có gọi là cùng ngắm thôi ạ. Chứ không phải mua bán, em chỉ chuyên xe đạp mà nhập nội địa thôi. Xe đấu giá về đường E, đường sách tay về đường bay, chuyên xe đạp thôi ạ. Chứ còn không phải xe máy, mà em cũng không dành về xe máy lắm. Và thấy một chiếc này cũng đẹp và lạ, nên là cũng muốn giới thiệu với các bác, chia sẻ với các bác chiếc xe này. Xe này thì có cái tên là xe Minkơ, ở quê cháu gọi là xe Min, gọi là Minkơ. Đấy, xe thì của ngày xưa hình như không nhầm thì nhập của Nga, nhưng cái Min này là thủ gọi là một thành phố của Belarus thì phải. Đấy, ngày xưa là mình nhập chiếc xe này về phân phối ở Việt Nam bán mới, và đa phần chiếc này dành cho cái thị trường gọi là những cái tỉnh miền núi phía Bắc là chính. Bởi vì là chiếc này nó ưu điểm là nó có thể là chuyên chở được cái hàng hóa nặng, và cái địa hình nó có thể phù hợp với cái địa hình đồi núi này, đường đèo dốc này. Đấy, các địa hình khó và chuyên chở nặng, thế nên là nó rất là phù hợp với các tỉnh ở miền núi phía Bắc, cho các bác nhu cầu sử dụng cũng như là đi hay đi chợ này, hay chở hàng hóa nhiều, nên là chiếc này nó em thấy nhiều ở các tỉnh phía Bắc ở trên này. Đấy, đặc biệt là quê em ở Định Hóa Thái Nguyên thì cũng là một cái huyện miền núi. Đấy. Cho nên là ở trên này thì những chiếc xe này có rất là nhiều ở trên quê em, nhưng mà nó trong giai đoạn khoảng tầm 15 năm, khoảng 15 đến 20 năm trước là nhiều. Nhưng bây giờ thì thời gian gần đây thì những chiếc xe này đã hiếm dần đi rồi, và còn rất là ít, chỉ còn lại những người mà giữ lại được những chiếc xe như này thì rất là ít. Vì đa phần mọi người sẽ chuyển sang mua những chiếc xe mới rồi. Nhưng mà chiếc này bởi vì tại sao nó hiếm, bởi vì là bây giờ không có phân phối mới ở Việt Nam mình nữa. Đấy, cho nên là các cái đồ đạc phụ tùng phụ kiện là cũng để mua được những thay thế thì nó cũng rất là hiếm. Cho nên là ví dụ như chiếc này chẳng hạn thì anh chủ xe này cũng đã phải mua đến 2-3 chiếc xe khác. Đấy, những chiếc xe cũ khác xong về thì cái đồ nào thiếu thì mình sẽ lắp vào thay thế cho nhau để hoàn thiện thành một cái chiếc xe mà về hình thức độ mới nó còn nguyên bản và cơ bản đẹp như thế này. Đấy. Dòng này thì động cơ là động cơ 125 phân khối, và nó gọi động cơ 2 thì. Động cơ 2 thì nó chạy gọi là nhiên liệu là chạy bằng nhiên liệu xăng pha nhớt. Đấy. Xăng pha nhớt chứ nó không phải chạy xăng không. Đấy, cho nên là khi mà nổ máy thì cái khói ấy, nó có cái khói ra, và chiếc xe này tiếng nổ rất là nghe rất là vui luôn, rất là hay luôn, rất là vui tai luôn. Cái lốc máy cũng nguyên bản, cho nên chiếc này về đồ đạc cơ bản thì nguyên. Đấy, logo tên của cái hãng Min này, logo lốc máy này, và mình em thấy cái thiết kế của khung gầm mình cảm giác nó rất là chắc chắn, vành bánh nó thiết kế rất là khỏe. Cái thụt rún này rất là khỏe. Đấy, cho nên là nó sẽ chuyên chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh. Thế nhưng mà để sử dụng chiếc này thì bởi vì bản thân chiếc xe của nó rất là nặng rồi, cho nên cũng phải có bác có sức khỏe thì dùng chiếc này mới được, mới phù hợp. Đấy, cái cuộc cái hành trình nó rất là dài. Đấy, cho nên là và nó to này không ạ. Đấy, cho nên nó sẽ đi các cái địa hình mà khó, địa hình đồi núi trên miền núi thì nó mới phù hợp, mới chạy nó mới ok được. Bình xăng chiếc này nó có cái màu là màu xanh Min, màu xanh của Minkơ, kiểu xanh tím. Đấy, logo cái lốc máy này, cái bình xăng phụ, bình xăng con, cái chế bộ chế này, đầu bò tản nhiệt này, và cái bóng xả này, cũng như cái thanh thép khung này. Bây giờ sau em nổ máy cho các bác cùng nghe tiếng máy động cơ của cái chiếc xe Minkơ này nha các bác nhé. Bật cái công tắc này lên, chìa khóa
nghe thấy tiếng nổ không ạ? Chạy trên này rất là khỏe các bạn. Đấy, xăng pha nhớt nên nó ra cái khói đây. Động cơ 2 thì mà. Đấy, xe biển Thái Nguyên nhá. Định hóa Thái Nguyên này. Đóng ga đây các bác cùng nghe nhá. Nghe tiếng máy nổ cực kỳ giòn tai luôn các bạn. Đấy, chiếc min cơ. Thôi đây em tắt đi không nó khói. Nếu mà ga lên bắt đầu nó ra khói nhiều lắm ạ. Tắt máy, tắt nhanh đây. Đấy, nghe tiếng nổ của nó cực kỳ giòn tai. Và nếu mà lên dốc thì nghe nó... Đấy, em giới thiệu qua chiếc xe Minfer ở quê em để các bác cùng ngắm cùng xem thôi, xe giới thiệu chứ không phải bán mua gì cả. Bởi vì cái xe này trên quê em bây giờ cũng rất là hiếm rồi. Các bác chỉ gọi là nhớ lại ngày xưa thì đi tìm mua những chiếc đẹp này để chơi thôi. Đấy. Chiếc này giá chủ đã được độ cả một lắp cả một cái bình cái hộp đằng sau này để đựng đồ nghề hoặc là các cái phụ tùng phụ kiện rồi. Đấy, đựng được đồ nghề này. Mũ giống kiểu mũ đội này. Đấy. Đấy, bây giờ đi gọi đi chơi thôi chứ còn thì kiếm được tìm những chiếc này bây giờ rất là hiếm. Và giới thiệu các bác cùng ngắm chiếc xe Minfer ở quê em. Rồi em cảm ơn các bác nhá. Rồi cùng chia sẻ với các bác. Để xem cùng xem chiếc này. Rồi em cảm ơn các bác và chào tạm biệt các bác ạ. Sức khỏe.